Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung VN sẽ quay trở lại với các bạn với một cái chủ đề, đó là học tiếng Trung qua cái bộ thủ. Và ngày bộ thủ ngày hôm nay chúng ta sử dụng đó là bộ dương. Và các bạn sẽ viết các cái biến thể bộ dương cùng với mình nhé. Bộ dương thì bạn hiểu nó là con dê, hai cái sừng đúng không ạ? Dài, ngắn, dài. Cái này bạn đọc là dán, là dương, tức là con dê. Hai cái sừng, ba xương sườn và một cái đuôi của nó. Các cái biến thể của bộ dương nó như thế này. Nó không có đuôi. Đây là dương cụt đuôi, chỉ đứng làm bộ thôi. Ngoài ra còn một loại dương nữa như thế này. Dương vẹo đuôi thì cũng chỉ làm bộ thôi, không làm chữ được. Chỉ có cái bạn này là đứng làm chữ được thôi. Sau đây chúng ta sẽ đi sang các cái chữ Hán mà có liên quan bộ dương. Cái chữ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là chữ mẩy. Chữ mẩy thì các bạn làm như sau. Đầu tiên thì bạn vẽ hai cái sừng dài ngắn sổ. Ở dưới bạn có bộ đại thì bạn tạo ra chữ này, người ta gọi chữ mẩy. Mẩy, mẩy là gì ạ? Là Mỹ. Mỹ này là nước Mỹ hoặc là người Mỹ. Ở trên thì bạn cũng có bộ gì ạ? Bộ dương này. Dương này. Ở dưới bạn có chữ gì ạ? Chữ đại là to lớn đó. Quan niệm của người ngày xưa là con dê to là con dê đẹp. Ủa sư mẩy của đấy, tôi là người Mỹ, bạn có thể dùng được đúng không? Bạn viết cả câu này. 我是美国人 thì bạn cũng sử dụng được cái bộ dương đó. Sự thì là trên bộ nhật dưới bộ thất. Dương đại bên ngoài là bộ vi. Vi tức là chu vi, bên trong có bộ ngọc, tức là ngọc tỷ. Ông vua mang theo cái chấm bên người, tức là mang theo ngọc tỷ bên người. Trong bức tử thành có ngọc tỷ thì đó là quốc gia. 我是美国人, tôi là người Mỹ. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một chữ khác có liên quan đến cái bộ dương này nhé. Thì bạn vẫn có bộ dương như này. Hai sừng, ba xương, ở dưới có chữ ủa. Cái này tiếng Trung người ta đọc là y, là nghĩa. Nghĩa này có nghĩa là nghĩa khí, sống có đạo lý. Thì bây giờ cái chữ Hán hiện đại thì người ta dùng như thế này. Đây, chữ Hán hiện đại người ta dùng chữ nghĩa này. Còn chữ Hán cổ hay là chữ phồn thể hiện giờ ở Đài Loan, Hồng Kông vẫn dùng thì người ta dùng cái này. Thế thì chữ nghĩa này là như thế nào? Có một con dê, đúng không? À, dương. Thì tôi cũng làm sao? Tôi cũng chia cho mọi người. Ủa, ở Hán Việt là ngã. Có một con dê thì tôi cũng cắt ra chia cho mọi người, tức là tôi rất là đàng hoàng, có đạo lý, sống có đạo lý, đúng không? Đây là chữ nghĩa, nghĩa cổ. Còn chữ nghĩa này là chữ nghĩa hiện đại. Tiếp theo, bạn có một cái chữ dương khác, có bộ dương khác, vẫn là bộ dương này. À, ở dưới bạn sẽ có bộ gì? Bộ hỏa nằm. Cái này bạn gọi là cao. Cao này, tôi nói là cao là con cừu nó. Thì ở trên bạn vẫn có bộ dương và dưới bạn có bộ gì? Hỏa nằm. Con cừu nó là cái con mà người ta cho vào nồi đậu đúng không? Đốt nướng lên người ta chén đúng không? Cao này là con cừu. Sau khi chúng ta đã có một số chữ có liên quan bộ dương, bây giờ ta sẽ đặt một cái câu mà có bộ dương nhé. Bái giám nán chân tờ khẩn ho xương. Bạch dương. Bái giám nám chân tờ khẩn ho sợ mà. Bái giám nám chân tờ khẩn ho sợ mà. Bái giám nám chân tờ khẩn hao sợ mắc. Bái giám tức là bạch dương. Những người con trai sinh ra vào cung bạch dương chân tờ thật sự khẩn hao sợ mắc. Rất dê phải không? Rất háo sắc phải không? À, bạch, chữ bạch, dán con dê, trên điền dưới lực
thì ra chữ nam. Cái người mà có sức lực để làm ruộng đó là người đàn ông. Chân tập của bộ thập, bộ thảo. Như này là bộ thập này. Ở dưới có bộ gì? Thảo là cái thác đúng không? Nó còn thêm một cái vẩy nữa. Ở dưới bộ gì? Bát đúng không? Chân tập là thật sự, bạch thường. Nhân kép, cấn, nữ, tử, sắc. Chữ sắc này thì gồm bộ gì? Bộ đao, đao nằm. Ở dưới là chữ gì? Chữ ba nhé. Bái nhắn nán chân tờ phật hò xưa mắt. Bái nhắn nán tức là những con những chàng trai sinh vào cung Bạch Dương. Chân tờ thật sự khẩn khao xưa mắt. Rất dê phải không? Ừ. Cái này thì không ai dám chắc đúng không? Nhưng mà có một số người chúng ta chỉ nhìn qua là biết ngay là rất hao xưa, rất là dê. Thứ nhất là hói, hai là béo, đeo kính giống tớ này, chắc chắn là rất dê. Hôm nay thì YouTube.vn hướng dẫn các bạn xong cái bộ dương và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở các bộ thủ khác để có thể học được đầy đủ tất cả 1500 chữ Hán theo cái cách mà mình vừa diễn giải. Thì các bạn có thể mua cái chương trình học tiếng Trung online của YouTube.vn. Chương trình đó là 500.000, trong đó bạn được học đầy đủ cả nghe nói đọc viết từ Hán 1 cho đến hết Hán 4. Bạn được tham gia khóa học tiếng Trung online ở trên Facebook của mình và mình sẽ chấm điểm cho từng bạn một, chữa các lỗi sai của các bạn cả nói cả viết. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.